Rồi xin chào anh em luôn nha. Đó, trước mặt anh em cũng là chiếc lưới rút siêu to của cà ná bạn. Rồi chiếc lưới rút này nói chung là tầm từ 20 mấy mét các bạn. Quá trời và bá lửa luôn các bạn ơi. Chừng 19 đến 20 mét các bạn ơi. Chứ 20 mấy mét thôi thì nó cũng đại quá nha. Đang chạy tốc độ về cửa cảng La Ghi đúng không bạn, thấy không? Bên này là chiếc giấy cầu chiếc cũng ra thơ các bạn. Ồ, mặt kèm ở lớn thật là xịn sò luôn các bạn ơi. Quá luôn, quá phong độ luôn nha. Đó, bạn thấy chưa? Khẩm tải cá luôn các bạn. Trụ đồ các bạn thấy không, mặt ghe đồ sơn rồi đều là lắc tích, nhìn rất ken sipen luôn các bạn ơi. Đó, pin bo bạn ơi, ghe của anh bo đã chuẩn bị về cập cảng La Ghi để bán cá nha. Thì mình cũng chúc cho anh em trên ghe thật nhiều sức khỏe nha, đặc biệt anh bo là đi chuyến nào là trúng đậm cá chuyến đó luôn nha. Thì mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ và chia sẻ kênh mình trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn nha. Bạn thấy có sư phụ đang ngồi trước mũi không? Rồi, chiếc ghe của mình Thịnh cũng ra khơi gặp sóng gió lớn mọi người. Trời ơi, mèo ghê không? Nhìn thấy quái trưởng luôn các bạn. Nói cho mình ảnh bào gì lắm nha. Rồi, chiếc lưới rút còn thấy dàn phèn, thấy ớn ăn không? Dàn lưới rồi. Dàn bên đổ đúng không, giờ trang bị đầy đủ nhưng mà phía bên ngoài cũng là một chiếc pha súc của cà ná luôn các bạn, đang về cửa cảng La Ghi luôn nha. Cái này 15 mét đổ lại là các bạn ơi. Đó, bạn thấy không, chạy tốc độ cũng xé nước luôn các bạn, không thấy ngọn mồi cũng khẩm khẩm mềm nữa các bạn. Không biết anh em bắt cá dưới hầm lên chưa, không biết nha. Đợi gần gần xíu mình sẽ có, mình sẽ quay cho anh em mình xem cho nó khoe xíu nha anh em. Đó, sau một đêm đánh bắt thì anh cũng đã về để cân cá tại cửa cảng La Ghi các bạn nha. Cũng đang chạy tốc độ khá là dữ các bạn nha. Các bạn không biết các bạn, ảnh chạy theo kiểu mà sóng đưa đẩy đó các bạn. Độ cũng là trung bình các bạn nha. Các bạn thấy cái cabin cũng rất là xịn sò đúng không? Anh em cũng đang đứng trên bon ghe trên bạn để chuẩn bị cho sang cá luôn nha. Để cái mồi là chưa móc cái gì hầm bên đâu các bạn. Ở bên ngoài cũng là một chiếc lưới rút cũng về cửa cảng luôn rồi. Chạy tốc độ khá là dữ bạn nha, hai lá cờ đang tung bay đỏ, cờ đỏ sao vàng bạn thấy không? Đó, rất là lực về cửa cảng luôn nha. Lưới rút pha súc tôi về rất là nhiều luôn các bạn nha. Thì mình cũng chúc cho anh em 85 về đây là làm ăn phát tài phát đạt luôn nha, đi chuyến nào là trúng cá chúng đó luôn. Chạy quá lực luôn các bạn ơi. Đây của anh Đô các bạn ơi, tí Đô các bạn ơi. Đó, mình cũng chúc cho anh em trên ghe anh Đô thật nhiều sức khỏe. Đó, anh Đô đi chuyến nào là thắng lợi chuyến đó luôn. Các bạn thấy dòng cabin kìa, ba dạng đèn led cực khủng luôn các bạn. Nó là dữ dằn nặng ơi. Đó, anh em 85 đã chuẩn bị cặp cảng ghe này tầm 18 mét ổ lợi các bạn nha. Đang thẳng tiến vô cửa cảng La Ghi các bạn. Cái đống lưới thứ hải hùng các bạn nha. Đó, bên ngoài cũng là một chiếc lưới rút nha các bạn ơi. Đó, hơi lắc xíu nha, cũng là lưới rút của cà ná luôn các bạn nha. Đây là ghe này chỉ một lá cờ các bạn. Đó, kết hợp hai ba màu nhìn rất là nổi luôn không? Cái trụ màu xanh lá bạn thấy không, cái bên cũng vậy luôn, màu xám với màu xanh bạn thấy không. Quá tuyệt vời luôn, qua
ghe của Yến My các bạn. Ghe của Yến My đã tăng tốc về cơ cảng La Ghi luôn các bạn ơi. Hôm nay lưới rút pha súc về đây rất là đông luôn các bạn nha. Đa số là của anh em 85 không ạ. Thấy cái trụ màu xanh là tôi kết cái trụ nó rất đẹp và nó nổi trội luôn bạn thấy không? Nó thêm cái chữ Yến My màu đỏ nổi nó nhìn rất là đã luôn các bạn. Bữa nay nhìn khung cảnh nó đảo lắc các bạn cũng thông cảm mình nghe, do ghe vô không độ mình để cho các bạn xem luôn. Nói chung ra đây gió nó dập mình rất dữ luôn các bạn. Quay được vậy là cũng rất là mừng đó các bạn. Chứ thật sự gió rất là lớn luôn nha. Thì anh em cho xem những video của mình cũng thông cảm mình vấn đề đó luôn nha. Còn như những anh em mà xem có yêu cầu mình đi ra quay ngoài khơi các bạn, nói chung là mình đi không được các bạn nha. Ở chiếc giả cào đôi của La Ghi cũng ra khơi luôn không? Nó chiếc cái giả ra các bạn. Mình cũng chúc cho anh em trên ghe luôn luôn sức khỏe, ra khơi thật nhiều bình an và chủ đi chuyến nào là trúng đậm cả như đó luôn nha. Giả cào gọi là quỷ diệt của biển cả các bạn, nói chung là anh bỏ về giả xuống là cái gì cũng dứt vô đôi cái chân các bạn. Đây ra khơi cũng rất là phong độ chứ không đơn giản luôn nha. Đó, bắt đầu phồ máy bây giờ các bạn. Thấy xịt xịt khói đen rồi đó. Chiếc cây dây cũng tăng tốc theo sau rồi không? Những động nghe tiếng động cơ trên mic không mà thấy ấn ốc luôn quá. Nó chiếc lưới rút này sần sần để cho những chiếc giả cào ra sẵn mạnh nó vô đó các bạn. Tại vì cái cửa cảng nó lớn thì các bạn, nhưng mà chỉ vô được đường thôi, còn đường bên tay phải là nó bị cạn các bạn, nên ra thường thường là đi vô bên tay trái là các bạn. Sóng gió nhấp nhô thấy khủng khiếp đúng không? Có những về giả cào đôi của La Ghi đi tận một nửa tháng về các bạn nha, đi trúng là tận làm ảnh về. Chiếc chỉ giả tuốt ngoài này đó bạn, thì chiếc lưới rút của cà ná cũng vô trong cửa cảng nha. Dán ghe nhìn rất là đẹp luôn bạn thấy không? Sóng gió trước cửa cảng rất là dữ bạn, nghe ào 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 luôn bạn. Bởi mình nói nhiều tiếng nó muốn lúc mình luôn bạn. Bạn thấy vàng đèn led nhìn rất là đẹp bạn không, đủ màu luôn, xanh vàng cũng có, cam cũng có luôn. Họ phải thiết kế đèn đủ màu để dụ cá cơm để đánh bắt cũng hiệu quả nhất luôn ạ. Điều là cách nhìn rất là đẹp không bạn không, nó nguyên một dáng ghe ở nhìn phía sau tới nhìn rất là xịn sò luôn, đẹp luôn. Ở chiếc ghe Bibo này các bạn, sang cá xong xuôi bạn không, nãy thấy vô thấy mẹp mẹp không, giờ sang cá xong xuôi đó, giờ phò máy để ghe vô để chờ lấy đá lạnh và nước ngọt để đi tiến tiếp theo bằng phò máy ớn ăn không, động cơ giang ma hoặc rất là lịch bạn không, đó ghe vô không, ố đạt rồi. Xịt xịt khói đen luôn, bạn thấy ớn ăn không? Ồ, đạp kìa, quýu luôn các bạn. Nó là rất là lực. Đó, anh em chuẩn bị thả neo xuống nha. Để neo đậu đợi lấy đá lạnh và lương thực và nước ngọt để cho anh em nước sinh hoạt các bạn. Nó sừng sững lại bạn thấy không? Nhìn cái dáng ghe ở phía sau khi mà sang cá xong thấy nổi luôn, nó vô thấy cổng mềm các bạn thấy không, nó là cá rất là nhiều luôn các bạn. Đó, nhìn rất là phong độ luôn ha. Pha súc cà ná đang tăng tốc về cửa cảng La Ghi các bạn nha.
một chiếc lớn một chiếc nhỏ bạn thấy không, nối đuôi nhau về cửa cảng nha. Đó, anh em 85 đang về cửa cảng La Ghi luôn nha. Đó, sau những giờ đánh bắt ngoài khơi các anh cũng đã khẩm tải cá cơm về trơn các bạn thấy không, cái mồi là mẹp mẹp trơn các bạn. Ồ, chạy liệt qua liệt lại đó là hiểu nha. Đó, chiếc xuồng để tải cá rồi các bạn, mình quay qua cặp pha súc đang chạy xé nước luôn các bạn thấy không. Chiếc này là 16-17 mét đổ lại đó các bạn. Ồ, đã không, chiếc sau tầm 15 mét đổ lại nhỏ với một kiểu một dáng ghèo không, mà cái mùi cái mỏ nó cái mũi nó khác mà không, mũi chân đỉnh chót đỉnh số kéo xuống mở rất là đẹp bạn không. Số này Mingo là giống số của ghe của Bảo Sương quá đâu. Đó, chiếc cà ná phía sau nhỏ cũng đang tăng tốc theo sau các bạn. Nó nên thận là 90507TS các bạn. Rồi Bảo Sương rồi bạn ơi. Đó. Để ghe gớm dàn căng pha rồi còn để ý thinh các bạn không, đang móc cái hầm bên lũ cũ bạn không, chúng đậm chân các bạn, đang chuẩn bị được cái mùa mới để chuẩn bị các bạn. Về cầu mực cũng tưới mực cũng vô bạn không. Anh em đang tất bật móc cá từ dưới hầm lên các bạn không, dàn pha dàn căng các bạn không, dán ghe chạy rất là lực luôn các bạn không, đều là sử dụng động cơ giang ma các bạn nha. Đó. Đèn led trầu bạn không, trang bị mấy giò cá Furuno nữa các bạn. Các bạn thấy dáng ghe chuẩn đẹp không, chạy vô cửa cảng mà còn có tốc độ bạn. Hôm nay cửa cảng lúc này gió sóng gió cũng khá lớn các bạn nha. Đó, cái xuồng ở phía sau cũng đang chạy theo bạn để tiến sang cái bạn nha. Đó, thì cái chiếc pha súc ở sau cũng vô nữa các bạn. Xuân Tâm các bạn, nó về của anh Tâm cũng về cửa cảng luôn bạn ơi. Số Nimgo là Ninh Thuận là 91264TS luôn nha. Ghe này như mình nói là 15 mét đổ lại bạn nha, chứ không có lớn. Thiết kế ghe rất dáng ghe rất đẹp bạn không, sơn lắc kích nhìn nó rất là phê, rất là sáng ghê bạn không, bóng loáng bạn ha. Đó, đều là sử dụng điện năng lượng mặt trời không bạn. Nói chung là ghe lưới của anh Thận cũng đang nhảy sóng ra khơi luôn. Nó cặp pha súc đã vô trong cửa cảng các bạn nha. Đó, sau một đêm đánh bắt ngoài khơi thì anh cũng đã chiến lướt phẩm đây các bạn. Nói chung là ghe lớn lớn là ngàn mấy 2000 vỏ không ạ, còn ghe nhỏ nhỏ là 700-800 ngàn vỏ lại. Được chia sẻ là anh em mà chia sẻ là một vỏ là 25 kg các bạn. Giá nghe nhìn là phía xa là phía sau lên cũng rất là xịn sò bạn thấy không, đường cong quyến rũ luôn. Đó, cabin đồ rất là đẹp bạn nha. Đó, sóng gió đưa đẩy bạn thấy ớn không, chó ghi gao gầm gầm luôn các bạn. Thì mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ và đồng hành và chia sẻ những thông tin cho mình trong suốt thời gian qua luôn đó. Anh em về xem được những video vô góp ý kiến với mình luôn nha. Đang vô tốt trong cửa cảng mà ảnh đại xuồng sang cá thôi. Wow, chiếc lưới cút của Bình Thuận cũng đang tăng tốc ra khơi mà nó lực chưa. Về từ 17 mét đổ lại bạn nha. Chạy ghê không? Ba lá cờ cũng bay luôn các bạn thấy không? Cái trụ không? Giờ bên đổ lưới được bao nhiêu phen thì ớt ăn không? Đó, gai gặp sóng gió lớn rồi không? Ok, bào hồ bào rồi.
ghê chưa, trong lưới gúc của Bình Thuận chạy ra khơi rất là ác mà các bạn. Ồ, sóng gió mà khủng khiếp quá các bạn ơi. Ô quá trời quá đất các bạn ơi, hải hùng luôn. Chiếc xuồng cũng đang dắt giá cào vô hay sao mà. Trời ơi kìa, quá trời quá đất các bạn ơi. Đó, nó quá chữ luôn các bạn. Đó là cặp giả cào đôi của là ghi cũng được xuồng dắt vô cửa cảng rồi nha. Chiếc cây dây mà, chiếc cây giả phía sau nha. Đó, anh em 86 cũng về cửa cảng là ghi rồi. Ảnh ra ngoài cửa cảng anh phồ máy bạn ơi. Má ơi khủng khiếp không, quá khủng khiếp như các bạn nha. Chạy xịt khói đen luôn các bạn ơi, hết ga hết số luôn rồi. Quá trời quá đất, hải hùng luôn bạn ơi, khủng khiếp. Ghê gớm không, chạy kìa trước mặt bạn cũng là cặp kia Bình Thuận vô luôn bạn. Chạy kìa, phải nói là quá chứng luôn bạn. Chạy qua đất, chạy rồi tốc độ này. Ở cặp ghe của một chiếc của Bình Định và một chiếc ghe của Phước Tỉnh bằng ghe câu quá, một chiếc ghe của Bình Thuận quá, mang câu ra lưới rồi. Thì mình cũng chúc cho ghe Phước Tỉnh, ghe Bình Thuận về thật nhiều sức khỏe và bình an luôn nha. Nó cặp ra chắc đi đánh chung với nhau bạn nên về một lượt bạn ha. Nó về Bình Thuận ghe đó, mới bên đó là cũng mới tân trang xong bạn ha, nhìn rất là mới. Trời tỉnh cái lũ với công trình cho má ơi. Trời ơi, đại công đã xử lý quá kịp thời bạn ơi, không là toan quá về sạch khói đen luôn rồi. Rồi sóng gió thổi vô là mê lũi mũi luôn, cái bà kè luôn, ớn ăn luôn. Nhờ tài lái đỉnh mà đó, anh em chỉ tay về bên tay phải bạn nha, đi vô đó hồi dính luôn các bạn. Nhìn cái cảnh nó muốn thoát tim á, hên là tài xử lý kịp thời rồi. Cơ cản Bình Thuận nói chung là rất là khó vô các bạn nha, cái tay yếu rồi về vô là hay bị dính lúc rồi. Đó, nghe vô nối đuôi nhờ vô cặp giả cào rồi ra lưới bên Phước Tỉnh rồi cũng vô rất là nhiều luôn bạn nha anh em nha. Dáng ghe nhìn rất đẹp bạn thấy không, phía sau nhìn cabin rất là xịn sò, cá để bập bột trắng trắng trên bon luôn thấy không. Cái ốc của Bình Thuận cũng đang tăng cấp ra khơi này các bạn, chạy ghe nó thấy chưa, cũng khiếu chưa, quá dữ dằn. Chạy tới công chuyện luôn đó các bạn, thì gớm không, hồ máy giờ nó lên ga bạn ơi, chơi đi các bạn ơi, hết ga hết lóc đi. Nói gì nữa, chạy ra, wow quá dữ các bạn ơi. Ra phải chạy cỡ này nhìn cảnh quay nó mới hấp dẫn và phong độ không, khói đen các bạn. Nói cái ốc chạy gì rất là dữ, rất là lực đó các bạn nha. Chúc cho anh em 86 ra khơi đánh thật nhiều mực và bột đột nha. Chạy càng mẹp ra rồi thấy ấn ăn luôn không. Như anh em mình thấy rồi đó, trước mặt cũng là chiếc pha súc của Bình Thuận cũng ra khơi đây các bạn. Mẹ anh em 86 các bạn nha, cũng đang lần lượt ra khơi nha. Thì mình cũng chúc cho anh em ra khơi làm ăn phát tài phát đạt luôn nha, đi chiến nào trúng đậm cá cơm chiến đó luôn. Các bạn thấy dáng ghe của cà thá rất là đẹp luôn các bạn nha, nó xuồng tải nước ngọt đó các bạn. Sóng gió nhấp nhô nhìn rất là hùng vĩ luôn các bạn.
cần phải đều là chuẩn bị xong xuôi luôn các bạn ơi. Khi mà máy ảnh ra khơi mà định vị được điểm đánh là bắt đầu là máy ảnh đậu ghe đó các bạn. Bắt đầu mở đèn pha và đèn vòng vòng cabin các bạn, cho đèn led cho nó sáng để dụ có cơm lại các bạn. Rồi thả lưới bật tắt các bạn. Chung đèn led từ 300 mấy watt ăn lên các bạn. Đang thẳng tiến ra khơi rồi nha. Đó, những con sóng nhấp nhô thấy ấn ốc luôn phải không? Đó, cabin điều thiết kế luôn phía sau mình rất là gọn gàng luôn không? Nên ghe chạy rất là cân đấu luôn các bạn. Nếu dùng pha súc này phải chừa không gian lớn để anh em làm lúc súc cá lại mà. Làm cho nó khỏe xíu bạn không, cái dán ghe còng xuống cho anh em dễ làm việc quen. À, trước mặt anh em cũng là một chiếc ghe lớn rút của Bình Thuận đang ra khơi gặp sóng gió lớn các bạn nghe. Rồi kìa, cảnh dán ánh chạy rất là ác luôn các bạn nghe. Ghe này tầm từ 14 mét, 15 mét đổ lại thử các bạn. 13 mét mấy các bạn nghe. Nó chạy kìa. Gặp sóng gió lớn mà ảnh chạy rất là ác mà. Dòng lưới rút của Bình Thuận này chạy ghê lắm. Nó cởi sóng mà trầu nhấp nhô mình thấy thật là ứng ăn mà không. Đó, đa số là nghe đi đánh bắt trong ngày không các bạn. Nhưng mà có nguồn cá rất là tươi ngon luôn các bạn. Như là cá ngừ, cá chỉ vàng này các bạn. Cá gặp má luôn bạn, đủ loại tùy theo anh em đi đánh bắt, tùy theo mùa đó bạn. Nó ra khơi một chiếc lưới rút ra khơi. Đây là cũng là một chiếc lưới rút của Hàn Quốc các bạn nha. Của Anh Quốc cũng gặp lại chiếc ghe lưới rút của Anh Quốc các bạn. Cũng chạy tốc độ về cửa cảng La Ghi luôn nha. Nó ghe tầm 18-19 mét đổ lại các bạn. Nó bị ghe khoảng 5 mét mấy rồi nha. Nó cũng đang chạy tốc độ về cửa cảng nha. Đó. Mình cũng chúc cho anh em trên ghe Anh Quốc thật nhiều sức khỏe nha. Đặc biệt là Anh Quốc là đi chuyến nào là thắng lợi chuyến đó luôn nha. Thì những anh em có xem được những video của mình đăng lên thì vô ủng hộ và góp ý kiến cho mình luôn nha. Cặp ghe này cũng đang dắt nhau vô, bây giờ phải tháo dây vô từ ghe. Nhìn cái mặt ghe mở lớn nhìn rất là đã luôn bạn nha. Này do gió quá nha anh em, nó giật anh em thông cảm mình luôn nha. Gió lắm gió anh em ơi. Đứng mà này quay cố gắng cầm lắm rồi đó, nhờ mình chưa có điều kiện để mua cái kim quay nha, anh em cũng thông cảm cho mình. Chiếc gỡ chào chiếc đủ ra lũ khủ được không ạ? Ghe của Anh Quốc chắc cũng mới sơn sửa xong mà thấy còn mới can sven rồi ha. Những chiếc ghe lưới nhỏ chạy cặp những chiếc ghe lớn nhìn thấy nhỏ bé ha, nhưng mà máy ảnh đánh bắt gần bờ thôi các bạn, những chiếc ghe nhỏ bạn. Nó chạy qua mặt luôn bạn ha. Những con dáng ghe của Anh Quốc nhìn rất là xịn sò, nhìn rất là đẹp luôn á. Trụ đồ ven đổ rồi đều được trang bị cho mình đầy đủ luôn, chạy vàng lưới rút mà trang bị cho mình rất là đầy đủ. Mình đẹp không mà vô từ từ ảnh không có chạy lẹ giờ nào không mặt đó là khơi mà ảnh mới đạp thôi, nhưng mà vô cơ cản mà ảnh giảm tốc độ mà. Nói chung là cơ cản nói chung không phải là đơn giản dễ vô đâu bạn nha. Rất là vất vả luôn, người ta tay yếu là vô là sẽ dính lên bên bãi cát bồi liền các bạn,
anh em cũng đang chuẩn bị ra để sang cái bạn nha, đủ khủ trong cabin nhưng mà thấy không, dàn led khổng không, cái mạng kích điện ở trên chút mua cabin quá, đều là sử dụng máy dò cá Furuno là nhiều bạn, anh em cà ná sử dụng dòng máy dò cá Furuno là nhiều. Phía ngoài cũng ghe ra vào rất là đông quá ha, sóng gió ngay bờ kè các bạn. Ở phía xa xa các bạn là cũng là một chiếc lưới rút của cà ná các bạn nha, chạy tốc độ khá là dữ về cửa cảng luôn nha, ghe tầm từ 18 mét đổ lại các bạn. Đây nha, nó gió nó thổi mà nó rung rung cho máy quay các bạn, chứ không phải là mình quay nó rung đâu. Mày ghe đang vô sướng quá, đẩy luôn. Hai lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trước cửa cảng bạn không? Trụ màu trắng, ghe màu xanh các bạn, cabin màu xám và màu xanh trắng luôn, ba màu kết hợp luôn nha. Dán ghe chạy rất là lực các bạn không? Thì mình cũng được anh em cà ná rồi chia sẻ cho một đa số là dòng pha súc lưới rút đều là sử dụng động cơ dân ma các bạn. Nhưng mà mình không biết là mã lực công suất tua nó là bao nhiêu thôi nha anh em. Để anh em nào biết thì vô comment cho mình, để cho mình biết mình sẽ chia sẻ cho anh em một ngày một tốt hơn nữa luôn nha. Nó chạy nhìn rất là phong độ về cửa cảng luôn mà thấy không. Nó đỉnh, đỉnh của chớp luôn. Sóng gió ngoài này các bạn nghe hù 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 luôn các bạn, gió rất là lớn luôn, đứng mà muốn bê luôn mà, cảm giác các bạn hứng thử quay bình thường nó còn còn rung cái tay nữa, chứ mình đứng ngoài này mình cầm mình quay rất là mỏi luôn ạ. Lực ghê không, chạy anh em rút vô cabin chứ bạn chưa có ra ngoài bon, họ mới nhắc có một đại ca bước có liên quan không. Sau những giờ đánh bắt ngoài khơi các anh cũng đã về tới cửa cảng La Ghi rồi nha. Cabin thiết kế nói chung là lùi về lái rất là cân đối với cái ghe bạn thân. Ghe dòng pha súc này đều là lắc pha súc lưới rút nè, lắc kích nhìn rất là sướng đẹp bạn không, lúc nào ghe cũng nhìn thấy bóng lón các bạn. Người là ghi Vũng Tàu và Kiên Giang, Tiền Giang nữa hoặc đều lên ụ sơn sửa xong xuôi là sơn Kỳ Hà, xong áo lên lớp Kỳ Hà, xong sơn nước sơn nữa là anh em tiếp tục chuyến hành trình nữa bạn ơi. Thì máy móc ngon là ok đó, còn ghe có Cà Ná Khánh Hòa đồ phải lắp kích nữa bạn, sơn xong phải lắp kích đây nè, cho ghe nó bóng nó sáng rồi. Này ghe vô cũng khá là đông bạn, giả cào lưới rút pha súc đều cũng có ra vô tấp nập bạn nha. Thì nói chung ghe ra bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ cho anh em bao nhiêu, ghe vô bao nhiêu cũng vậy luôn. Nói chung là mình làm những vlog này đó mình luôn giữ làm kỷ niệm thôi nha. Ở ngoài cửa cảng là cũng một cặp giả cào đôi cũng đang tăng tốc về cửa cảng rồi, thấy không, nó chạy tốc độ rất là lực về cửa cảng các bạn. Ồ, chạy ra ở gần gần là nghe tiếng động cơ gầm rú ghê lắm các bạn, chạy dữ bạn không. Ở trước mặt là chiếc ghi dây các bạn, chiếc ghi giả nha, chiếc ghi dây ở phía sau. Thì những nơi khác hay dùng tàu đực, tàu cái à, cái gì đó giả trước giả tới giả lui cũng vậy thôi, tùy theo một vùng miền kêu khác nhau. Chạy quá lực các bạn ơi, ghe này cũng tầm 22 mét bạn nha, chạy ghe cũng tầm 6 mét rưỡi không phải giỡn đâu á, phải chạy ghe có lực ha, phồ máy cũng xịt có đen luôn mà, đó, anh em 86 đã chuẩn bị về cặp cảng nha, đó, xuồng cũng đang cặp vô để dắt vô các bạn, đó, anh em sắp sửa được về với gia đình và vợ con rồi. Các anh em 86 mới về gặp mà được gia đình và vợ con thôi, như anh em cà ná pha súc, cà ná lưới rút, cà ná Khánh Hòa đó các bạn,
nói chung là cả năm mới dạng là hết mùa. Em ra đánh xuyên suốt không phải như giả cào các bạn nha. Giả cào cũng tháng 7 tháng 8 cũng chuẩn bị vô mùa của máy ảnh rồi nữa các bạn. Hôm nay mưa sớm nên thì anh em cũng ra đánh bắt khá mạnh, nó khô máy trời ghê không. Mưa rất thớt thưa các bạn nên cá lớn rất nhanh, anh em cũng lên bắt cũng có hiệu quả luôn các bạn. Và chiếc lưới rút siêu to của Khánh Hòa đây các bạn ơi. Ghe của Khánh Hòa này tầm từ 2 mấy mét các bạn nha. Sử dụng động cơ Komatsu. Khánh Hòa 99829 luôn nha. TS luôn. Và cabin màu xám ha, chơi cái lồng trên màu đỏ nhìn rất là đẹp phải không? Quá lực các bạn ơi. Sử dụng động cơ Komatsu. Lực máy chạy nghe tiếng cũng lực luôn các bạn. Thì anh em là biết kết cấu máy như thế nào thì cũng chia sẻ cho mình để mình biết những thông tin hữu ích, để sau này mình có gặp lại ghe này thì mình chia sẻ, mình sẽ nói với anh em một ngày một cách thiết thực hơn nha. Chuẩn bị rời cảng La Ghi các bạn. Quá chiếc này cũng to các bạn, to nhất về của Khánh Hòa về La Ghi này đánh bắt rồi nha. Khổ máy ngay cửa cảng các bạn, khủng lắm à, quá dữ các bạn ơi. Chuồng cũng đang chuẩn bị dắt cặp giả cào vô phô máy gầm cú cửa cảng này. Ứng ăn không. Đầy bon cá cho các bạn ơi kìa, không mềm cá luôn. Chiếc rút của Khánh Hòa cũng đang lần lượt ra khơi các bạn, nhưng mà anh không có chạy tốc độ nha, tốc độ rất là chậm luôn. Con lưới rút của Khánh Hòa sử dụng động cơ Komatsu các bạn. Chiếc lưới rút của Bình Thuận cũng đang chiếc giả cào cây dây các bạn vô á. Chiếc khẩm cá mà vô cũng kẹt cái cửa cảng luôn nó rồi, hồ máy luôn, dữ dằn không phải giận đâu. Nó chiếc những chiếc ghe lý thúng cũng về bạn thấy không, cũng cá chích các bạn nghe. Anh em ta 86 được mua bạn ơi, nhìn nó trên cái bon trên ghe bạn thấy khủng khiếp luôn. Okay. Trắng giả nhưng mà bọc bọc là nó không đó bạn ơi, quá khủng khiếp luôn anh em. Theo mình nghĩ bao nhiêu tấn ở dưới hầm thì chắc trên 50 tấn này có à. Nó chiếc đi dây cũng lần lượt vô trong cửa cảng luôn, thấy sóng gió vừa đẩy rồi mà ra những chiếc ghe nhỏ nhỏ chạy luôn, thấy vất vả quá. Cá thì trời ơi, dưới hầm đây tầm khoảng 50 tấn các bạn, đây là mình nấu phỏng đoán thôi nha, chứ mình không nói chính xác đâu nha anh em. Chỉ có anh em trên ghe, chủ ghe người ta mới biết, chân không mà mới biết thôi. Cho mình thấy cái màu này khẩm lắm các bạn, nó là tới công chuyện luôn rồi. Nó thì đi ra đến bắt ngày bà cậu này cũng như là hên xui các bạn, nhầm ghe đi nhưng lỗ tiền dầu, nhầm ghe đi thì bội thu thôi, cũng như là cái quy lực của nó các bạn. Nếu mà ai có làm ăn được cái chân, đâu có ai mà cần sang nhận ghe đâu phải các bạn, đúng không? Chung là chủ ghe nào có thời là mình ăn rất là phức luôn các bạn. Thì mình cũng chia sẻ thiết thực với anh em thôi, chứ mình không có ý gì nha các bạn nha. Thì mình cũng nhiều anh em chia sẻ, mình nói chung giả mùa này bây giờ anh em nhiều số ghe ra khơi lại vô lại là đổ là khoảng 100 mấy chai nó các bạn. Nói chung thì mình cũng chúc cho anh em ra khơi lúc nào cũng làm ăn phát tài phát đạt luôn, đi về cá để khẩm mềm khẩm mềm gì đó quá sẽ có bội thu hơn. Thì mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ kênh YouTube thời gian qua luôn. Thì video mình cũng tạm thời kết thúc ở đây bạn.
hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới từ comment Thuận Dấu Yêu luôn nha.